Các bạn chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu một cái dự án mới được mang tên là Seanbee.com. Và cái Seanbee.com này nó có gì đặc biệt và thu hút thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Thì link của cái trang web này mình có để ở bên dưới phần mô tả. Và nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người hãy nhấn vào đường link ở phía dưới và tham gia vào cái dự án này nhé. Thì mình sẽ nói qua một phần về cái dự án này thì nó có thể giúp các bạn kiếm tiền free và đầu tư thu lợi nhuận một cách là dễ dàng. Và khi chúng ta muốn tham gia vào cái trang web này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đăng ký. Thì trước mặt các bạn đây là trang web mở đầu của cái Seanbee.com. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải nhập email của mình vào để đăng ký tài khoản. Và chúng ta sẽ tạo một cái mật khẩu để đăng nhập vào cái tài khoản này. Và phía dưới này là mật khẩu bảo mật. Đó là cái mật khẩu này thì chúng ta phải nhớ để khi mà chúng ta có thể rút tiền từ trong cái con ví này ra, à từ trong cái trang web này ra khỏi đó. Và cuối cùng là cái mã code, à từ dưới này nó là cái mã mời. Thì cái mã mời này mình có để ở bên dưới phần mô tả, nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn hãy nhấn vào đó nhé. Và chúng ta sẽ nhấn vào đăng ký đây. Nếu mà các bạn quan tâm á thì các bạn hãy nhấn vào phần đăng ký đây. Đó. Đó. Đây, nếu mà đây cái mã mời mình có để đây rồi. Xong rồi chúng ta sẽ dí vào đăng ký, và khi chúng ta đăng ký thành công xong thì nó sẽ chuyển đến một trang web như thế này. Và khi chúng ta đăng ký tài khoản thành công thì các bạn sẽ được nhận free là 8.000 TRX. Và để kích hoạt cái trang web này chúng ta bắt buộc phải nạp là 5 TRX vào trong cái trang web này. Thì sau đây thì mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu xem là cái dự án này nó sẽ đầu tư và rút tiền ra như thế nào nhé. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đến cái phần mà chúng ta có thể gửi tiền vào để kiếm lợi nhuận. Chúng ta sẽ vào phần tiền gửi. Đó, chúng ta sẽ sao chép cái địa chỉ ví này. Đó, chúng ta sao chép. Và mình sẽ sang cái ví tròn link này của mình. Đó, mình sẽ sang ví tròn link, mình dí vào phần send. Đó, mình ghi phần send và mình paste cái địa chỉ ví của mình vào đây. Mình xin next. Mình sẽ nạp vào đây vào tầm khoảng là tối thiểu là giả dụ mình nạp tầm khoảng 5 TRX chẳng hạn. Đây, mình sẽ ghi send. Đó, mình đã ở đâu không phải 12 xe này mạng lag quá. Đó, mình sẽ paste địa chỉ vào đây này. Next, mình sẽ nằm ở đây là 5 TRX. Đó, nó đã hiện thành công là, đó, mình đã nạp, đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đó, nó đã trừ 5 TRX mình. Đây, mình cho các bạn thấy, nó đã trừ tiền ở ví của mình đây rồi. Thông cảm nha, mạng hơi lag một chút.
Đó, các bạn thấy đây, nó là trừ 5 TRX của mình. Và mình sẽ sang trang web bên này để xem mà nó đã cộng tiền vào đây cho mình chưa nhé. Thì cái quá trình mà nạp từ bên cái trang web ví trong link của mình sang bên này nó sẽ mất tầm khoảng thời gian là từ 5 đến 10 phút. Thì trong cái thời gian chờ đợi này mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu một cái phần khác, đó là cái phần giúp các bạn có thể kiếm tiền một cách free. Thì chúng ta sẽ đến cái phần chia sẻ. Và khi chúng ta vào cái phần chia sẻ này rồi, đó, chúng ta sẽ sao chép cái link này của chúng ta. Đó, đây chúng ta sẽ dí vào sao chép. Đó, chúng ta sẽ sao chép cái đường dẫn này và chúng ta sẽ đi chia sẻ cho bạn bè của chúng ta. Chúng ta chia sẻ càng nhiều thì cái lợi nhuận phần trăm chúng ta nhận được càng lớn. Đó. Và đây, mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ về trang chủ và cho các bạn biết đây. Tiếp theo là phần đội. Đó. Đây, ở đây phần đội nó chính là cái phần mà các bạn có thể chia sẻ bạn bè. Thì nó sẽ được chia là 3 tầng ở từ level 1 đến level 3. Thì level 1 là khi các bạn chia sẻ cho người đầu tiên là người A. Và người A đó bạn sẽ nhận được tổng khoảng là 8% và từ người A sang người B. Và từ người B sang người C, đó là lợi nhuận tầm 3 tầng. Thì chúng ta chia sẻ càng nhiều thì cái lợi nhuận phần trăm chúng ta nhận được sẽ càng lớn. Đó, như các bạn có thể thấy. Đó, các bạn thấy chưa? Thì nó đã cộng cho mình là 5 TRX vào đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sang cái phần rút tiền nhé. Đây, min rút của mình ngày hôm nay là 0.14. Đây, chỗ này sẽ là min rút của mình 0.14. Phải 14. Địa chỉ ví. Mình sẽ sang bên này, mình sẽ sao chép cái địa chỉ ví cho link này của mình. Sao chép. Sang đây. Sẽ paste cái địa chỉ ví ở đây. Và đây sẽ là cái mật khẩu rút tiền của các bạn. Đây sẽ là cái mật khẩu rút tiền của các bạn. Xác nhận. Đó, gửi thành công. Đó, đã trừ ngay của mình là 0.14 TRX từ trong cái trang web này rồi. Thì xem mình đã rút được tiền chưa. Thì sau đây thì mình sẽ cho các bạn xem nhé. Xem mà nó đã cộng vào đây của mình là 0.14 TRX chưa nhá. Cái quá trình mà rút tiền sang đấy nói thì nó chắc là nó cũng mất tầm khoảng 1 đến 2 phút gì đó, nói chung là nó cũng không lâu. Thì các bạn có thể chờ. Và trong khi chờ cái ví của mình á, thì mình sẽ đi giới thiệu với các bạn cái phần khác. Đó là mấy cái phần như kiểu là đây. Vì cái lợi nhuận tích lũy, đây là lợi nhuận tích lũy của nó, thì hiện tại lợi nhuận tích lũy của nó đang là hiện tại là đang đạt đến con số là 81.325.967. Một con số rất là lớn. Và thành viên hiện tại của nó đây đang là 4.499.526 người thành viên, rất là đông đúng không ạ. Và các đối tác toàn cầu của nó ở đây chủ yếu như là Wasik, Coi, Big Man, Big Man và Coi Mid. Nói chung là hầu như là toàn các nhà đầu tư có tên tuổi. Và đây mình sẽ xem này, mình sẽ làm đó, nó đã cộng vào cho mình vào lúc 20:28. Đó, đây này, lúc này đây nó đã cộng cho mình 0.14 TRX sang đây rồi. Đó, rất là nhanh. Và đó, nói chung là video giới thiệu qua thì cái trang web của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy hay về cái trang web này mà muốn kiếm tiền một cách free thì các bạn có thể nhấn vào đường link ở bên dưới và mình đã test qua thử cho các bạn các chức năng gửi tiền và rút tiền từ cái con này rồi. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin like và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.